để cắm tiếp. Và đây là những cái chú kiều đã về với hòn mạt và đang chúng tôi đang cho ăn ăn. Những chú đa điều thì thong dong chơi trong vườn cây. Những chú gà mấy con gà đông tảo nữa thầy. Đó, ở đó bốn con gì? Trong đây. À, con gà nữ đó, gà. Và đây là đàn cừu chúng tôi đang con nhẫn nhơ đang treo nó. Nó ăn một cây lá gì á? Gà kia ăn hết. Đây. Kiếm cái kèng mà đánh. Kiếm cái kèng mà đánh ấy. Đang chúng tôi đang thuần hóa đàn cừu này để cho quen. Đấy. Anh thử cắt cái chà đen cho nó ăn coi ăn không? Những chú gà đông tảo, những vườn cây trái, những chú cừu, đó là phong cách chúng tôi, chú đa điểu là những phong cách chúng tôi đang xây dựng cái tài farm. Đây. Những em này rất là đáng yêu. Đó. Đây là những chú cừu và đa điểu chúng tôi đang cho ăn để cho một ngày mới thật nhiều sức sống, niềm vui. Và những chú đa điểu đây đang thong dong, chúng tôi sẽ huấn luyện cười xem thế nào. Đấy. Trong cái bối cảnh nền kinh tế cực kỳ khó khăn, trong cái bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang tất cả các doanh nghiệp gần như đang thấm đòn và những cái khó khăn khác nữa đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt đối với những cái ngành dịch vụ mà liên quan đến là du lịch thì càng là ngành dễ bị tổn thương. Trong nền kinh tế thì gốc rễ vẫn là sản xuất và cành lá ngọn thì vẫn là các ngành dịch vụ. Tuy nhiên ngành du lịch lại là một trong những cái ngành dễ bị tổn thương hơn nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ phải nỗ lực hết mình, luôn luôn phải như vậy để cho phát triển được cái kinh tế, cũng như là khi du khách về với mảnh đất quê hương miền Tây Nghệ An thì vẫn có những cái niềm vui để chúng ta tiếp tục đi qua những cái năm tháng có nhiều sóng gió của nền kinh tế, của cuộc sống, và để chúng ta có thêm năng lượng cho vui vẻ. Xin gửi đến lời chào từ hòn mát đến quý du khách, của bạn bè, anh chị em, các doanh nghiệp, các doanh nhân luôn luôn vững tay lái, vững tay chèo để chúng ta có được cái ngày, những cái ngày tháng có sự chuẩn bị chú đáo để phục vụ phụng sự được cộng đồng được tốt hơn. Và những cái giây phút tươi vui của một ngày mới, Đồng Tấn xin gửi đến hình ảnh của những đàn cừu tung tăng tại hòn mát Phạm Tây. Đấy, những chú cừu rất là đẹp. Mọi người vào có thể đi trong vườn và chụp ảnh và chơi với đàn cừu nhé. Đàn cừu ở nơi đây rất là thân thiện, cùng với những chú đa điểu rất là ngủ nghĩnh. Chúng nó mà đi thì lăn hết cả cỏ luôn. Đấy, những chú cừu thân thương.